Dạ, Cơm Sa Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị bạn. Các vô chạy lại kênh thì kênh cũng tiếp tục chia sẻ ha. Để cô chú xem ha. Dạ, số đất. Cái 2-3 mùa. 2 mùa hơn. Góc như thế này ha. Và 2-3 bò cô chú anh chị bạn. Nắng. Đa dạng luôn ha. Để mai gốc giường tự nhiên ha cô chú anh chị bạn. Thì cây nó rất là mạnh. Nên tạo đã con tàn lại nè, bảy cô chú anh chị bạn đã vô dây nè, rất là đẹp luôn, cây rất là bự ha. Để hình thú hình quái cũ cũng có luôn nha chú anh chị bạn. Đây. Đi nôm này chơi bonsai mình vô cái chậu trắng trắng nữa đẹp, cái ba bo bự chưa. Cái này hai bò chà bá luôn. Dạ, thôi đứt thôi chú gì bạn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị các bạn thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn cũng như ủng hộ kênh bonsai Cần Thơ. Kính chúc cô chú anh chị các bạn mình làm ăn phát tài phát đạt trên mọi lĩnh vực, gia đình hạnh phúc là bên người thân. Rồi bắt đầu mình vô clip ha. Vô luôn hôm nay cũng có đủ loại lục bình mai với giáo thổ đức. Mai cũng thường giống luôn ha. Đây là vườn của anh Tình ha chú anh chị bạn. Đây hàng con hàng chuẩn bị ghép có luôn, đầy đủ luôn nè. Hàng này chuẩn bị ghép không, loại mini đa dạng ha. Rồi vô clip luôn chú anh chị bạn. Rồi trước khi vô clip mình cô chú anh chị các bạn ha, giao lưu đủ loại giống ha. Giảo Phú Tân, giảo Lá Gai hay là cúc thọ hương, giảo Thủ Đức. Đó, đủ chân ha, với lục bình mai. Để cô chú anh chị mua mình trồng thời gian sau mình xuống đất mình ghép ha. Để, rồi chào anh Tình ơi. Rồi em chào anh Linh, chào kinh môn sàn thơ ha. Rồi chào tất cả cô chú thích mai vàng ở nước ha. Thì hôm nay thì em cũng lên cái clip tiếp theo cô chú. Thì địa chỉ của em cũng là xã Thăng Thiền, huyện Gia Lách, tỉnh Bến Tre. Số máy điện thoại là 0898147896. Thì đỡ mất thời gian cô chú thì em vào cây số 1 ha. Bữa nay tính từ mã số là B1 đó chú. Rồi mình cho mã số B1 đó chú vậy bạn. Thì em cũng lên là bữa nay cũng có mấy loại giống ha. Có cúc thọ hương giống với có một hai cây phú tăng với cây đa phúc ha. Rồi với lục bình mai, đầu tiên là lục bình mai ha chú. Rồi mã số B1 ha. Rồi lục bình mai ha, loại 30 cây ha chú. Bình này là 30 cây đó chú vậy bạn. Rồi em xây một vòng rồi em đo quanh ha chú. Tất cả đều quấn ghế hết nha chú anh chị các bạn. Tất cả là mai quấn ghế ha. Ghế. Dạo. Rồi cái hoành nó là được 58 thôi chú. Rồi, hoành 58. Cái bụng thì nó 110 thôi chú. Rồi, bụng 110. Thì anh Tình đo chính xác mình không có cận như ha chú anh chị bạn. Rồi cái cổ là được 43 ha. Tán ngang thì được 52 thôi chú. Rồi, chiều cao. Chiều cao của nó là được 95 ha chú. Rồi từ mặt chậu lên trên đọt ha. Từ mặt chậu lên tới đây 95 ha. Lên tới cái niền ha chú. Tới cái niền. Cái đầu tiên thì mình làm máy ha. Cái niền được là 77 ha chú. Rồi, cái niền cao nhất là 77. Dạ, tới cái niền chuẩn ha. Rồi cây B1 loại lục bình 30 cây này thì em chỉ thảy lên 2 cây ha. Thì số lượng em thì cũng còn rất là nhiều ha chú. Thì cô chú thì mua một cặp thì em sẽ lựa cặp thiên xứng ha. Rồi cái loại 30 cây này em bán một bình đó là giá là 1.150.000 một bình ha cô chú. Cái này nó khoảng 1 năm là mới dính lại ha anh. Dạ, dính lại mình tháng là mình có dính rồi đó. Dạ. Một bình là 1.150.000 ha. Một cặp thì có giá hoa nghị là 2.200.000 ha cô chú. Rồi em cũng dẫn bao ship cho cô chú mình tới nhà ha. Rồi trước khi ship em sẽ ship nguyên cái chậu luôn ha, nguyên si luôn ha cô chú. Tại vì em sẽ đóng vô thùng mót em ship đi cho cô chú ha. Nếu mình mua sỉ số lượng nhiều khoảng bao nhiêu là có giá không nghĩ anh? Cái đó thì anh em mà mua sỉ thì ha. Cứ liên lạc em ha. Cái mình nói lên thì cũng kỳ. Thì đúng rồi, liên hệ số sỉ liên hệ cho anh. Nên anh em là mua lá sỉ thì cứ điện cho em ha. Rồi 1.150.000 một cái loại 30 cây, một mã số B1 ha cô chú. Rồi em đổi cây luôn. Đổi cây. 1.150.000. Nghe cô chú anh chị thì bạn. Mỗi thứ em thảy lên 2 cây cho cô chú mình tham khảo ha. Mã rồi số... đây là mã số B2 của loại 30 cây ha chú. Các lá phát triển tốt ha, tự tay nhà anh Tình làm ha chú nhiều bạn. Cái này thì em cũng làm nhà ha chú. Đây quay cho chú xem cái hình từ xa kìa. Đó cái chậu đang làm đó. Rồi hoành nó cũng được là 57 ha chú.
sẵn em đo đường kính bầu ha. Đường kính này ra được 40, cái chậu này 42, 40 này cô chú, rồi nó 3 tấc rưỡi ha. 3 tấc rưỡi. Làm rất là đều chứ gì bạn. Chậu này bụng bự đều. Rồi cái bụng nó được 110 luôn cô chú. Rồi bụng 110. Cái cổ cũng là 43 ha cô chú. Tán ngang. Tán ngang cũng là 50 ha. Chiều cao. Chiều cao của nó cái này cũng là cái 95 rồi cô chú. Rồi, thì chiều cao là từ 92 tới 95 ha, tới 1 mét luôn nha cô chú. Các điều ha, 30 cây vẫn rẻ hết nha cô chú. 30 cây ha, loại này là 30 cây ha cô chú. Thì cái này em cũng cây B2 này cũng đồng giá với cây B1 cũng là 1.450.000 ha cô chú. Thì anh em lấy một cặp thì cũng giá 2.2 ha. Cặp này rất là xứng xứng nha cô chú. Rồi, rồi em đổi cây luôn cô chú. Nếu một cặp thì giá 2.2 là 30 cây nha cô chú. Rồi, tiếp theo là B3 ha cô chú. Rồi, lục bình mai loại 24 cây ha. Đây, loại 24 cây đây. Cũng là bình thon ha cô chú. Đây cây này đang sống khỏe ha, đang đi tược ha cô chú. Ừ. Nó ra tược lá nè. Đang đi tọt ha. Tọt lắm. Cái này là mai đa phần là giáo Thủ Đức ha cô chú. Rồi chiều cao cái này cũng là 95 rồi cô chú. Chiều cao mã số B3. Cái này là 24 cây ha cô chú. Cái hoành đế này nó hơi to ha. Này được 61 ha. Rồi hoành đế 61 mình bụng. Cái bụng thì nó cũng là 110 ha cô chú. Rồi mình bụng 110 tối nhiêu bay. Cổ. Cái cổ thì cũng là 44 ha. Tán ngang tạm thời của nó là được 50 ha cô chú. Em đo lên cái niệm cố định ha. Rồi nên niệm cố định cái này được 75 cô chú ơi. 75 ha. Niệm cố định 75 từ cái mặt chậu ha. Mặt chậu lên niệm cố định lên thôi. Cái niệm cố định cao nhất. Rồi cây B3 này em cũng giao lưu cô chú là giá 1.500.000 ha. Rồi 1.500.000 mã số B3 là 2 triệu ha cô chú. 24 cây. Em cũng dẫn bao ship cho cô chú mình tới nhà ha cô chú. Rồi em đổi cây luôn cô chú. Cô chú có quyền kiểm tra hàng ha trước khi nhận ha. Rồi, xin phép đổi cây cô chú như bạn. Rồi, B4 ha cô chú. Đây. Cũng là loại 24 cây 24 ha. Cây. Thì mỗi thứ em lục bình thì em thảy lên hai cặp hai cây gì đó. Thì cho anh em mình tham khảo ha. Rồi em sẽ lựa một cặp tương xứng cho anh em mình ha. Đây mai là toàn bộ cái rễ ha cô chú. Rễ hết ha, tại vì mình chôn cho ấm rễ ha cô chú. À. Củ mai toàn quặng rễ không ha. Đây mình chôn cho ấm rễ ha cô chú. Cái củ này nghe chú gì bạn. Ừ. Đó, đó. Đều có củ hết. Củ không mà. Đây. Rồi, em xem một vòng rồi em đo con số rồi chú. Nó rất là đều đặn ha chú, của anh em mình xem ha. Từng ngách gô nè, em đi rất là ok ha. Thức tắc cố định ha chú. Thức tắc cố định đều. Rồi cái hoành đế này cũng được là 60 ha chú. Hoành đế 60, còn có lá nó bự cái này. Cây đang sống khỏe ha. Hết hồn nó bự luôn chú gì bạn. Đó, lá hết hồn. Rồi cái này được 109 ha cô chú. Cái bụng ha. Bụng mình bụng 109. Thì 100 này từ 109 tới 112 ha cô chú. Rồi cái cổ là nó được 44 ha. Đó, mình có 44. Tán ngang cũng là 50 ha cô chú. Chiều cao. Chiều cao cái này nó tổng thể của nó là được nó tới 97 luôn cô chú. Rồi chiều cao tổng thể 97. 97 mình lấy 95 ha. Tại vì mấy cái đọt cao cao mình không có tính ha cô chú. Dựng lên nó cao cả trăm á. Rồi cây B4 này em cũng giao lưu cô chú là 1.500.000 ha. Một cặp thì cũng có là 2 triệu ha cô chú. Rồi, thì em dẫn bao ship cho cô chú mình tới nhà ha. Thì cô chú trước khi nhận thì có quyền kiểm tra hàng ha. Rồi em đổi cây luôn cô chú. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo. Mai giống ha. Úc tiếp theo là B5 ha cô chú. B5. R1. Rồi. Combo ha. 4 cây ha. Này con thử. Thử ha. À, 4 cây mai giống ha. Cúc Thọ Hương ha cô chú. Thì cái đám này em cũng ghép cũng được 5 tháng ha. Thì để dưỡng dưỡng lại mình giao lưu với anh em về mình bán mình làm giống lấy bo ha. Nói chung là mai cũng có con rễ chân ha. Mai là con rễ cô chú nè. Mai có rễ hết ha. Cây nào cây nấy ha cô chú. Con rễ hết ha. Con rễ thường ha. Có cũ cũ ha cô chú. Đít tròn do ha cô chú. Cái này đít tròn do. Cái hoành thân thì nó khoảng là 2.5-3 ha, 3 hay. Rồi chiều cao cái nó cân đối cái này được 4-36 ha cô chú. Cây cao hơn thì nó được 40 ha. Cây này vậy anh em dưỡng nó già cây này rồi anh em cắt bo ok nè. Rồi cây mã số B5 này em cũng gặp 4 cây cúc hương thì em cũng giao lưu giá là 400 ha. Em vẫn cũng dẫn bao ship cho chú mình tới nhà ha. Rồi 4 cây ha, mình mã số 4 cây ha. Có 2 cây cái giao hay là 4 cây chứ lên mới giao? 2 cây thì cô chú phụ ship ha, chứ 2 cây thì em đi tiền ship lỗ, tiền ship thùng lỗ ha chú. Rồi. Tiền ship thùng nó khoảng 100 ngàn ha. Vậy là 4 cây mới giao cô chú vậy, bao ship. Cúc Thọ Hương.
theo mã số B6 ha chú, thì em còn lại đứng cây giảo cá gai ha. Đây cô chú xem mà cây giảo lá gai cái lá như thế này của chú các bạn, trắng trắng nhìn dạng dạng ha, gai gì lắm luôn. Cây này thì em ghép cũng được khoảng 3 năm ha, cốt này cũng lớn ha chú. Những cái lá mà chạy này nó chỉ bệnh gỉ sắt ha, chứ không có gì ha chú. Cây rất là sung khỏe mạnh ha. Dạ, đang đi đọt ha. Nè, lá gai là gì? Lá quý gì đó. Giống như là cái mai mà không phải cái lá gai gai giống như tứ quý gì đó. Cái lá thì nó gai mà còn em nói cái lá nó bong bong rồi, cẩm thạch. Cẩm thạch. Giống mới. Cái gì hơi bệnh hơi xíu thôi. Rồi, hơi bệnh chút xíu mà cây rất là sung thôi chú. Cây này em ghép được 3 mùa ha, hơn ha. Cây em này thì dáng chật không chú. Hoành thang cây này nó được 19 ha. Dáng chật và nở cũ chứ mà. Rồi em đo cái bo ghép của nó ha. Rồi bo ghép của nó được 7,5 không chú. Tính 7 ha. Bo ghép 7,5. Chiều cao của nó là được 75 ha chú. Tán ngang cái này rất là lớn ha. Tán ngang thì nữa được 80 ha cô chú. Này cây đang đi đọt rất là mạnh ha. Cây đang đi đỏ, đọt đỏ ha cô chú. Rất là sung ha. Này giờ anh em mình khoảng mình cắt rồi mình lên mua về rồi khoảng tháng mình gáy bo cái mình chơi Tết luôn ha chú. Dạ nó gai bông nó bự đẹp lên chứ mà. Nó bông thì nó cũng to ha. Bông thì ta cũng từ 6 tới 12 cánh thôi chú. Rồi cây số A6 này em cũng giao lưu với cô chú rồi, giá là 1,4 triệu ha. Rồi giá 1,4 triệu cơ chú như vậy. Rồi em cũng dẫn bao ship được chú đến nhà ha, rồi không ship chậu ha chú. Cái mặt hàng này em không có ship chậu ha, em rút ra em bó bội cô chú ha. Rễ rất là mạnh ha. Rồi phải tỏa cây luôn chú như vậy. Rồi tiếp theo rồi B7 cô chú. B7 thì em cũng còn được cây Phú Tăng nè. Rồi dạ Phú Tăng cô chú như vậy. Cái này thì em này cũng dáng cũng đẹp đẹp ha. Đấy, hàng bonsai ha chú. Con thú ngoái đầu ha. Hàng bonsai ha chú. Thì em này mới đôn cây ha, nó chuẩn bị ra ha chú. Cây đầu thì nó cũng hơi ra chậm ha, cây sau chuẩn bị giọt ha cô chú. Cây rất là khỏe ha chú chứ không phải cây suy ha cô chú. Sung tốt. Rồi cái này được 17 ha chú. Rồi quanh 17. Xuống cây đích rồi được 26 ha cô chú. Đích thêm 16. Chiều cao của nó là được 69 ha chú. Tán ngang thì được 54 ha. Cây này ghép được cũng được 2 năm ha cô chú. 2 năm hơn ha, ghép được 2 bo ha, bo lớn ha cô chú. Bo bự lắm. Còn cỡ 8 7 8 cây kỹ ha, cây này rất là đẹp ha chú. Đúng tinh tế mình vô bên con trai nè. Rồi cây mã số B7 này em cũng giao lưu cô chú rồi giá 1,4 triệu luôn ha. Rồi giá 1,4 triệu mã số B7. Em cũng dẫn bao ship cô chú tới nhà ha. Hả? B7 ha. Rồi phải bỏ cây. Tiếp theo mã số B8 rồi chú các bạn. Rồi B8 rồi em còn một cây đa phúc rồi cô chú. Em này thấp thân cao ha. Luôn. Siêu đẹp. Cây này thì em bán lúa non luôn cô chú. Tại cây này em chưa vô phân lại ha. Nó bị nghiêng bầu ha, vậy anh em mình vô phân lại ha cô chú. Cây rất là mạnh ha. Vô phân sửa lại chú các bạn. Tại nó bị nghiêng thôi chứ không có gì á. Vô phân á tại nó cao quá. Em cũng có thời gian làm ha cô chú. Chốt con thằng lằn luôn đó chứ. Có thằng lằn. Rồi em rồi cây này được hoành được 25 ha cô chú. Hoành 25 cô chú gì bay. Đo xuống cái cũ này được 31 ha cô chú. Chiều cao của nó thì được 92 ha. Cái này thì anh em mình về dưỡng lấy bo được ha. Nói chung mình mua mình lấy bo mình làm giống cũng có rất ok thôi chú. Mình chơi Tết luôn ha. Mình dưỡng làm chơi Tết luôn. Rồi cây này cây mã số B8 này em cũng giao lưu cô chú rồi giá 1,4 triệu luôn ha. Rồi giá 1,4 triệu. Rồi em dẫn cũng bao ship cô chú tới nhà ha, không ship chậu thôi chú. Thì này bán cái giá mềm mềm cho anh em mình chơi ha, cắt mua làm giống lấy bo luôn ha. Cái này giờ phôi này anh em mua không nó khoảng tầm 700 ngàn. Đúng rồi. Tầm 700 tới 1 triệu quá chứ mới ít đâu, tại cái hoành này rất là lớn không chú. Cái giá này cũng rất là đẹp ha. Phải giá hồ nghị của chú, giá mềm. Phải giá hồ nghị, giờ cho anh em mình lấy bo luôn ha cô chú. Rồi em đổi cây luôn cô chú. Chờ phép đổi cây luôn. Dạ 5 phút. Rồi, theo gọi B9 ha. B9. Rồi một em giỏ Thủ Đức ha. Em này thì vô thế bonsai luôn chú. Một con thú nằm ha cô chú. Đây, thú nằm rất đẹp. Nó cũng có sụt cám ha. Cây này thì nó cũng mới còn cành nhánh này còn tươi thớt ha chú. Rồi hoành thân được 13 ha. Em bán về cho anh em mình nè. Về mình dưỡng giữa mình chơi Tết luôn ha. Rồi cái thú bò này được 21 ha chú. Chiều cao thì nó được cân đối được 44 ha. Tán ngang thì cũng là 44 ha chú. Cây này thì cũng là nói chung thì nó cũng nó được khoảng 70-80% ha chú. Bo bự chứ. Để hình thú. Rồi cây này em giao lưu cô chú cũng về giá 600 ha.
Giá 600 thôi. Không chiếc chậu không chú. Cây này về anh em mua về mình dưỡng là mình chơi Tết thôi chú. Rồi, phép đỡ cây luôn coi chú gì bạn. Ta B10 thôi chú. Đây. Là một em Thủ Đức ha. Dạ Thủ Đức. Cũng em này thì đế què đẹp thôi chú. Quái thôi chú. Em này ghép được 2 năm ha. Em này ghép được 3 bo thôi chú. Bo cũng khá khá ha, bằng cái này cũng bằng con tốt em ha. Bo lớn nhất ha cô chú. Em này dán chực ha, củ nở ha, thân lắc ha cô chú. Củ nữa, củ quái đẹp. Củ quái ha cô chú. Rồi hoành thân được 13 ha chú. Cái củ là được 20 ha. Về anh em mình thích hợp cho bonsai ha. Rồi chiều cao là được 70 chẳng ha cô chú. Tán ngang được 60 ha. Rồi cây này em cũng giao lưu cô chú giá 1 triệu ha. Cây mã số B10 không? B10. À, giá 1 triệu ha chú, B10 ha. Bán giá hợp lý vậy cho anh em mình chơi luôn ha. Rồi, giá 1 triệu ha, bao ship luôn ha. Bao ship luôn chú, không ship chậu không chú. Rồi, tiếp theo B11. Tiếp theo là B11 ha chú. Em này thì một cái rắn thú ha. Quái quái ha chú. Em này ghép được 2 bo, 3 bo ha chú. Củ đế đẹp ha chú. Củ đế đẹp ha. Mặt này nhìn đẹp ha chú. Ghép 3 bo bự chứ. Rồi, hoành thăng được 14 ha chú. Đo xuống đây là được 21 ha. Cái này là giỏ Thủ Đức heo chú, ghép được 2 mùa ha. Tàn tròn đều hết rồi chú bạn. Rồi chiều cao được 77 ha. Thủ Đức này nó hai loại thôi chú. Tại vì nó có loại lá lớn lá nhỏ ha. Thủ Đức hồi xưa thì lá nhỏ heo chú. Rồi cái tăng ngang, chiều tăng ngang rồi nó 73 ha chú. Tăng ngang 73. Thì nó cũng là bông thì nó cũng như mặt bông cũng như nhau ha. Thì cũng từ 6 tới 12 cánh thôi chú. Rồi cây số B11 này em cũng giao lưu cô chú là giá 1 triệu 2 ha. Cây tàn cái ông tùm bự hơn chứ mà. Thì em cũng dẫn bao ship cho cô chú tới nhà ha, không ship chậu ha chú. Rồi, giá 1 triệu 2. Rồi, mã số B11. B11. Rồi em đổi cây cho cô chú. Cây giả Thủ Đức lên chứ bạn. Cái cây đẳng rồi. Đây, quái đẹp cũ luôn. Rồi B12 ha chú. Thì này em cũng dằn dây xương xương ha. Nói chung dằn dây ra có mấy lá nó bị cháy ha chú, lá già. Thì nói chung là nắng nó bị cháy ha chứ không có gì ha chú. Về tự động rồi cây ok ha. Thì dừng dây về tháng này cho nó bung ra ha cô chú. Cho nó ra cái tàn nó. Rồi em sao? Này củ đế rất là dữ nè cô chú. Quái luôn nè. Củ đế tròn do ha cô chú. Thăng lắc nữa ha, chẳng chực mà thăng lắc ha cô chú. Củ tròn. Rất là quái ha. Quan trọng cái củ rất là đẹp ha. Hoành nó được 12 ha cô chú. Rồi cái củ là được 20 ha. Cái củ rất là tròn ha cô chú. Tròn dĩa nè. Đế nơm ha. Chẳng chực luôn. Chẳng chực. Rồi chiều cao của nó là được 94 ha cô chú. 8.000 thì nó được là 62 ha cô chú. Rồi cây này em cũng giao lưu cô chú và giá 1 triệu 2 ha. Rồi, giá 1 triệu 2. Cây B12 ha cô chú. Rồi em đổi cây luôn cô chú. Rồi tiếp theo mã số B13. Rồi B13 ha. Em này thì trực lắc nữa cô chú. Em này ghép được 3 bo ha. Tàn đế cũng ngơm ha, đế cũng đẹp ha. Khá đế ha cô chú. Đế cũng rất ok ha. Đế nơm khá là đều. Coi hoành thăng đã được 13 ha chú. 3 bò. Hoành thăng 13. Chiều cao của nó là được 73 ha chú. Tán ngang thì được 62 ha. Rồi cái này em cũng giao lưu cô chú là giá 1 triệu 1 ha. Cái mã số B13 ha chú. Rồi B13 giá 1 triệu 1 thôi chú. Bán giá hữu nghị cho nên mình chơi luôn ha. Rồi tiếp theo là B14 ha cô chú. Thành phẩm nó vô chơi thành phẩm hết trơn coi chứ. Này em cũng chỉnh xương xương ha, hàng này cây này thì vô thế mong chai đâu chú. Cây này rất là quái luôn ha. Củ. Cái này dáng siêu ha chú. Củ nở ha. Đít to ha. Củ nở đít to. Củ nở ha chú, thằng lắc ha. Có chuyện hai chân trước là đẹp. Cây này cái ba bò ha chú, hoành thân được 12 ha chú. Cái củ là nó được 19 18 rưỡi ha chú. Ba bò. Rồi chiều cao của nó là được 65 ha cô chú. Tán ngang thì được 60 ha. Rồi cây mã số là B14 ha cô chú. Rồi cây này em giao vô cô chú là 1 triệu 50 ngàn ha cô chú. Rồi 1 triệu 50 ngàn. Rồi em cũng dẫn bao ship cho cô chú mình tới nhà ha. Rồi em đổi cây luôn cô chú ơi. Rồi phép đổi cây luôn cô chú chị ba. Tiếp theo B15. Tiếp theo là B15 ha cô chú. Em này thì thân nhỏ ha. Nhưng mà cái mình nó rất là già ha cô chú. Em này rất là già ha. Em này ghép được 2 bo ha. 2 bo là đủ kính cây. Giá siêu ha cô chú. Siêu mà tàn thông ha. Rồi hoành luôn. Mấy cây già già vậy anh em về chơi nó không bị ấy ha cô chú, không bị dễ chăm sóc ha. Anh em mình tập chơi mới chơi mấy cây này cũng ngon. Rồi hoành 12 rưỡi ha cô chú.
Tại vì cây mai già nó sẽ sức sống, sống rất là mạnh hơn chú. Rồi chiều cao được 80 ha. Tán ngang. Tán ngang thì nó được 78 thôi chú. Cái này dàn Thủ Đức này nó cái loại lá lớn hơn chú. Anh em nhìn kỹ ha. Thì Thủ Đức nó có hai loại, lá nhỏ lá lớn ha. Thì bông thì cũng vậy thôi, nhưng mà lá lớn thì nó đỡ kháng bệnh hơn cô chú. Nó bị bệnh hơn, lá lớn nó dày lắm. Như hú tàng thì lá lớn nó bông khá to ha. Rồi cây mã số B15. Rồi cây này em giao lưu cô chú là giá 1,4 triệu thôi chú. Giá 1,4 triệu nữa rồi. Em này tàn rất là lớn ha. Tàn tròn do bự. Tàn lớn rồi tàn tròn hết chú. Rồi em đổi cây cô chú. Đây tết bông rất là đẹp luôn. Khủng luôn. Rồi. Theo mã số B16 thôi chú. Em thì rắn siêu nữa ha. Khủng siêu tàn thông hết chú. Em này cũng ghép được 3 bo ha chú. B16 thôi chú. Cụ nở nữa ha cô chú, rắn siêu ha. Thân thì nó nhỏ thôi chú. Rồi thân thì nó 11 thôi cô chú ơi. 12 11 cái mà tính 1 ha. Còn anh tha gần cũ là được 19 thôi chú. Cũ 19. Chiều cao của nó cũng là 94 ha cô chú. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang thì nó được 80 ha. Rồi cây B16 không. Rồi cây B16 này em cũng giao lưu cô chú rồi dài giá 1,4 triệu luôn ha. Em này tặng rất là lớn thôi chú. Rồi giá 1,4 triệu. B16 tàn rất là cao lớn luôn chú. Tàn rồi em cũng bao xíu mình tới nhà ha. Rồi không xếp chậu ha. Rồi em đổi cây luôn chú. Rồi xếp đổi cây tiếp theo B17. Rồi B17 ha chú. Do bự nữa nè. Em này thì tàn cũng lớn theo chú. Em này thì dáng siêu ha. Em này thì cái vẻ thế rất là đòi đẹp ha chú. Dáng siêu hình thú rất đẹp. Quỳnh thân thì nó nhỏ ha chú. Quỳnh thân thì nó được 12 thôi chú. Quỳnh thân thì nó cũng không nói là được điều gì ha. Rồi chiều cao của nó thì nó được 71 thôi chú. Tán ngang rất là to ha. Tán ngang của nó được tới 90 thôi chú. Em này ghép được 2 bo ha. Bo lớn thôi chú. Rồi cây mã số B17 ha. Rồi cây này em cũng giao lưu cô chú là giá là 1,3 triệu ha. Rồi, giá 1,3 triệu ha. Em cũng dẫn rồi ship mình cô chú mình tới nhà ha cô chú. Không ship chậu thôi chú. Rồi em đổi cây luôn cô chú. Rồi tiếp theo là B18 cũng là cây cuối cùng không chú. Em này thì có một cái chân cô gái chân dài ha. Tí nôm, giá chân dài. Giá siêu siêu ha. Em này về chơi bay cũng được ha. Mình chơi phá nhánh đầu mình chơi bay không chú. Mình chơi siêu siêu ha. Tí nôm ha, nôm rất là cao không chú. Anh như chọc ghép bằng như liền hết ta. Rồi quanh thân của nó là được 11 ha cô chú. 12 rưỡi, 11 rưỡi, tính 11 ha không chú. Cái cũ ha cô chú. Cái cũ là được 19 thôi chú. Chọc ghép liền luôn. Sổ đế thôi chú. Cái sổ đế là được 14 thôi chú. Chiều cao lên tới cái đỉnh là được 75 thôi chú. Tán ngang thì được 56 ha. Cây này tại nó đôn mới ra được con cây 2 thôi chú. Chuẩn bị đi cây 3 ha. Rồi cây này em cũng giao lưu cô chú cũng ra giá 1,1 triệu thôi chú. Em này tàn nhỏ nhưng mà đế đẹp ha. Đế rất là quái ha chú, về anh em mình đôn phân rất là đẹp ha. Tại vì nằm sâu á. Đế quái đẹp bên dưới bạn. Rồi B18 ha chú, cũng là cây cuối cùng ha. Thì cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú ha. Thì em cũng hẹn cô chú này những cái clip tiếp theo ha. Rồi em chào anh Linh, chào Kinh Bonsai thôi ha. Rồi chào tất cả cô chú luôn ha. Rồi xin chào luôn cô chú chị bạn ơi. Cô chú chị học ngưỡng nào liên hệ trực tiếp cho anh Tình ha. Thì ngày dưỡng của anh thúc nào cũng cây rất là phát triển rất là tốt. Các cần cái tư vấn mua gì thì cô chú yên tâm ha. Đây. Nhìn rất là đã luôn ha. Rồi xin chào luôn cô chú chị các bạn ơi.